Trung tâm điện tử Anh Phương xin gửi lời chào các bác. Sáng sớm anh Phương đang lên cửa hàng sớm để chuẩn bị đồ gửi đi cho các bác qua đường xe khách. Những chiếc tủ máy 16 hôm nay thì về Bắc Ninh. Một đôi loa JBL Control 28, dòng loa siêu lời Bát 20 chép kèn gửi về Hà Nội. Và một con đẩy hàng công nghệ của Mỹ. Đó là con đẩy Royer. Con này thì rất là hay, công suất 1000W. Giá đầu tư chỉ có 5.200.000 đồng cho bác Toàn Phạm ở bên Bắc Ninh, phố mới Bắc Ninh này. Và ngày hôm nay thì anh Phương về rất nhiều đơn hàng mới, ngập tràn luôn. Trước mắt các bác thì anh Phương đang có một đôi loa 925, hàng đẹp nha các bác nhé. 925 tối hôm qua về và dựng lên đây nôn các bạn. MR925. Đô la này thì mới về trong ngày hôm qua, buổi tối ngày hôm qua. Đô la này hiện tại đang có giá khá đẹp. Báo cáo bác là khá đẹp. Em nói là khá đẹp bởi vì mã này em nhập cùng một lô hàng này, cho nên là em lấy được giá rất là tốt. Ngày hôm nay sẽ bán cho các bác với giá rơi vào tầm khoảng độ 28 triệu tại cửa hàng các bác nhé. JBL 925. Và một đôi khủng nữa, đó là đôi 4212 mới về được 2 hôm rồi. Đôi này là bát 30. Bát của nó sử dụng củ bát từ 220 coi 100. Chép của nó là chép neo. Con này thì thùng gỗ thiên về độ sâu. Và nếu về nói về cái dòng loa Bát 30 thì con này là con gấu nhất bây giờ các bạn. Dòng AM là dòng đời rất là cao các bác nhá. Đời mới nhất hiện nay là AM. Và thùng vỏ thì rất là trường, thùng rất là đẹp. Giá thành của đôi này hiện tại chỉ có giá rơi vào tầm 28 triệu đồng. 28 triệu đồng. Khá đẹp. Phân tần của nó thì gấu mèo luôn các bạn. Đấy. Ok kìa. Với này ngày hôm nay mới về thêm cả súp 118, hàng full thùng xốp một quả. Và nhà em thì vẫn còn mấy quả mới nữa nguyên thùng xốp. Thì giá thành của quả này nó rơi vào tầm 13 triệu các bác nhá. 13 triệu giá tại cửa hàng, 13 triệu 500 giá bao ship. Và ngày hôm nay còn thêm những đôi súp 50, hàng đẹp gần như bóc xốp. Nếu mà hàng này thì các bác thấy rằng là rất nhiều anh em chơi. Con này nó có một cái đặc điểm là sử dụng củ bát từ 220 coi 100. Và cái hai lỗ thông hơi của nó ở phía đằng trước này. Con này về âm sắc của nó thì nó là dòng 4 số đời cao 4718X. Và một cái đặc điểm để các bác có thể cân đối lựa chọn, đó là dòng này có cái tiếng bát nó lan tỏa rất là rộng, hay còn gọi là trường âm của nó rất là rộng. Nó đánh các bác hình dung là cái góc mở của nó rất là xa và rộng. Đấy, một số dòng súp MJBL thì đánh tiếng nó thu tiếng, tức là nó đánh chỉ theo một cái định hướng nhất định thôi. Nhưng mà riêng về dòng súp này nó đánh rất là rộng về âm thắc. Đấy. Đây là súp 118 hàng bãi, giá của nó rơi vào 11.500.000. Súp phi đếch bát 40, dòng súp hơi bát 40 từ 22 coi 100. Và nó là dòng mà có cái bát hình dung là nó có bát từ trắng, từ thép trắng. Giá thành đầu tư của nó 5.500.000 đồng. Và súp Brado bát 40 nhà em bán ngày hôm qua, bán tất cả là 5 quả súp này. Brado dòng súp điện, con này rất là gọn thùng. Mấy hôm em về nhưng mà không có thời gian vệ sinh, cho nên là quay tới các bác là cũng chưa được cụ thể. Thì ngày hôm nay quay rõ ràng luôn, đó là bát 40. Con này giá chỉ có 6.500.000. Và thêm những cái đôi TR125. Đôi này đang có giá rơi vào là 17 triệu. Và đây là rất nhiều súp mới về, đó là dòng Phương súp mà 418 giá 17. 415, 4 quả 415 ở trong kia kìa. Giá 15 triệu. Đây là một loạt súp Brado. Và thêm một đôi TR126. Hôm trước các bác mà hỏi TR126 thì hôm nay có hàng đây. TR126. Con này mà thùng to to đấy.
mở cốp đi. Đôi này này, thùng to to này, thùng mà có cái định hướng ấy. Đôi này là hiện tại đang có giá là 18.500.000 đồng, có duy nhất một đôi hôm trước về cái bán ngay các bác nhé. Ở mọi chi tiết dùng những hàng Mỹ này, alo cho em, số máy của em 0971998555.